Còn đây là nô hồng rễ này, em vừa mới lấy về. Để các bác xem, gần như là tỷ lệ là khi cái hồng rễ mình nhận được hàng ấy, mua trên mạng về thì sẽ như thế này. Và một số cây nó sẽ có thể là yếu hơn. Đấy, gốc nó yếu hơn, rất là nhìn rất là yếu này. Đấy. Để mình xử lý làm sao mà để được ra được đấy, nên được mầm như thế này. Các bác thấy không? Những mầm này là em dâm được 20 ngày rồi. Đấy là cái cây hồng rễ này, còn gốc này dâm cùng nhưng mà vẫn chưa lên được này. Đấy. Thực tế đây đều là những hồng rễ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến tất cả các bác. Đầu tiên thì mình phải cắt tỉa. Sau đó là mình sẽ dùng đến một chút thuốc. Thì thuốc đây là em dùng loại về cho dâm chuyên cho hoa hồng. Đấy. Phân vi lượng bón rễ, dâm chết cành. Đây em có cho các xem. Đấy. Đây là chuyên dâm chết cành hồng đấy. Loại này dùng chuyên cho hồng nhá. Thì như em mua loại này là cứ 25.000 là được một hộp như thế này, một hộp là như thế này. Đấy. Sau đây em xin là các bác lưu ý là đối với những cành rễ như thế này về các bác xử lý qua cắt các cành nhỏ này không cần thì các bác cắt đi. Có thể là cắt bớt đi một chút được. Riêng về bộ rễ này nhá các bác nhỉ, chú lưu ý là những bộ rễ này gần như là nó sẽ ra lại mới, thành ra các bác cũng không cần nhất thiết phải lấy hết. Có thể là cắt tỉa sạch cũng được. Đấy. Mình cắt đi này nó sẽ ra rễ mới. Vì lý do nguyên nhân tại sao? Những cái đầu rễ khi nhà vườn người ta dọn cây, người ta đánh bao giờ cũng sẽ bị dập bao, thì cái rễ đó sẽ không bao giờ phát triển được, nó sẽ ra được cái đầu rễ mới. Mình sẽ bấm tỉa hết đi. Đấy. Mình bấm vào một sâu một chút thì rễ bao giờ nó rất là nhanh ra và cây nó khỏe. Đấy. Các bác nhìn không? Mình sẽ làm như thế này. Xử lý qua. Đối với các cái củ rễ rễ này như thế cũng như vậy. Cái tip này mình pha ra khoảng tầm nửa lít nước. Em sẽ pha khoảng 3 tip như thế này vào khoảng 1 lít rưỡi nước này. Cho nó đều. Đấy. Mình ngâm khoảng tầm từ 2 cho đến gọi là từ 2 đến 4 tiếng, ngâm lâu là cũng được các bác ạ. Kích rễ này bây giờ là ngâm, mình cứ ngâm trong đấy. Mình ngập bộ rễ vào thân cây. Thường thường thì dâm cành cũng sống, thành ra là cái bộ cái gốc rễ này ấy, mình mà đã có thuốc rồi mình xử lý thì dâm rất là đảm bảo luôn. Dâm này khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày là bắt đầu bật mầm rồi.